Em Thành xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Và ngày hôm nay em Thành xin giới thiệu quý anh chị một chiếc VinFast Lux SA phiên bản Premium được sản xuất và đăng ký năm 2020. Tên cá nhân một chủ sử dụng từ đầu nhá. Màu đỏ, nội thất là màu nâu da bò. Đấy, chiếc xe này của em thì mới lăn bánh có 6 vạn km, cực kỳ là mới, full lịch sử bảo dưỡng hãng rồi. Màu đỏ này rất là đẹp luôn. Em còn một chiếc màu đen bên cạnh nó cũng cùng date 2020, cấu hình y hệt, chạy 5,8 vạn km. Đấy. Hai chiếc xe này thì em đang chào bán với cái giá là loanh quanh 800 triệu thôi. Đấy, anh chị nào quan tâm thì vui lòng hiện ngay cho em nhé. Đấy, chiếc xe này thì của em còn rất là mới. Em sẽ quay về phần nội thất cho quý anh chị xem nhé. Đây, nội thất thì cực kỳ mới luôn, ghế da napan. Đấy, ghế của dòng Vin này thì nó rất là bền, nội thất rất là bền. Anh chị ngồi mà đi đến tầm khoảng 10-15 vạn. Đấy, rất là ok luôn đấy ạ. Phiên bản Premium này thì sẽ có cốp điện rồi này. Đấy, mâm sẽ to hơn này. Đấy, các cái mâm xe này, lốp lắp các thứ thì còn lốp này thì đã thay rồi quý chị nhá. Đến 2021 luôn. Đó. Xe này của em là 2020. Lốp này là răng phanh này. Rất là đẹp, lốp rất là dày luôn. Anh chị về thì ăn được quả lốp này. Mà lốp này thì cũng khá là đắt tiền đấy ạ. Đấy, lốp trước này thì vẫn là zin theo xe. Thay cái hai của lốp sau. Thì ở đây thì chủ xe đã lên là cái bậc điện rồi. Bậc điện cam 360 đầy đủ hết rồi quý anh chị nhé. Dán phim này, thảm sàn các thứ đầy đủ hết rồi. Đây bậc điện này, bậc thụt thò, ghế chỉnh điện các thứ đầy đủ hết nhé. Mặc dù là VinFast đã dừng sản xuất xe xăng rồi, tuy nhiên thì anh chị vẫn yên tâm bởi vì là VinFast bảo hành lên đến 10 năm. Thì tính ra chiếc xe này 2020 thì vẫn đang bảo hành 6 năm nữa. Đấy, rất là ok luôn đấy ạ. Mà rất là nhiều người hỏi em là về đồ thay thế của Vin thì sẽ như thế nào. Thì anh chị không phải lo đâu. Đấy, Trung Quốc nó sản xuất được hết. Với thứ hai là hãng còn đang rất là nhiều đồ nên là anh chị có muốn thay thế hay cái gì đấy thì cũng rất là nhanh. Đó, màn hình to cảm ứng đầy đủ hết rồi. Đây, khay để đồ để cốc. Cần số điện tử đầy đủ hết rồi nhá. Đó, đèn auto các kiểu, cốp điện cam 360. Đấy. Khá là đẹp cho một chiếc xe 7 chỗ 5+2. Chị có thể nhìn thấy đây. Nhìn rất là đẹp đấy ạ, màu đỏ nội thất nâu. Đó. Em xin giới thiệu lại một chút về chiếc xe này nhá, VinFast SA. Ở VinFast Lux SA phiên bản Premium được sản xuất và đăng ký năm 2020, tên cá nhân một chủ sử dụng từ đầu. Xe này thì đang lăn bánh 6 vạn km. Full lịch sử bảo dưỡng hãng. Đấy, xe thì bên em cam kết không đâm đụng, không ngầm nước, không tranh chấp, không phạt nguội, giấy tờ pháp lý rõ ràng anh chị nhá. Giá thì em vẫn đang chào bán với chiếc giá là loanh quanh 800 triệu đồng thôi. Đấy, tất cả giá thì bên em vẫn có thương lượng. Anh chị quan tâm liên hệ ngay cho em để thương lượng về giá cả nhá. Và đặc biệt thì chiếc xe xăng này thì em vẫn có hỗ trợ vay lên đến khoảng 60% giá trị xe. Đó, anh chị quan tâm thì vui lòng ngay cho em nhé để em tư vấn. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đến video của em. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ.